cây lộc vừng, dáng chiếc hoành. Cây này gồm có quả là bạt, một thân trực xuống, là một thân trực và một thân hoành huyền. Thân huyền cành thứ nhất đằng sau, cành thứ hai vẫn đằng sau bởi vì nó không được lắc cho lắm. Tức là cành thứ nhất đằng răm thứ nhất đằng sau, răm thứ hai vẫn đằng sau, răm thứ ba mới trở về đằng trước và ngọn. Cái trực cành thứ nhất là cành đuổi theo thân hoành, thân huyền. Còn có một cành đinh, một cành sau, một cành trước. Cành thứ hai gồm có một cành đằng trước trả, một cành đằng sau, một nhánh đằng trước trả lại, trả đằng trước, một nhánh đằng sau, nhánh đằng sau. Alo, đưa con bảo đi, bảo gì bảo đi con. Tiếp tục trở về với cây lộc vừng. Cành thứ nhất, cành hai đằng sau và một cành đinh trên để che. Cành thứ ba trở về đằng sau, cũng tương tự như vậy, đâu là một cành đinh. Ngọn thứ ba đằng sau, ngọn thứ tư thì hơi chéo, không có cành nào đứng trước cả, vẫn hơi chéo và phóng ra bên theo đuổi theo cành bên phải và ngọn. Tác giả làm cây này bằng cách là không có cành nào che đằng trước. Cái gì thế con? Ừ thì cứ làm đi, bố về, bố đưa tiền cho, bố giờ cứ từ từ nhá. Bố đang ở Bắc Giang, bố đâu về nhà đâu. Ừ thế mẹ lấy tiền rút tiền đi, chứ bố vẫn đang ở Bắc Giang, sao bố về được? Bố đã lấy tiền đâu? Thế nhá, thế mẹ cứ rút đi, bảo mẹ rút đi cái vẻ ấy đi. Thế nhá. Rồi. Cứ gọi điện thì đang ấy, vẫn không tắt.